Hello, hello. Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại tới kênh video YouTube. Thì ngày hôm nay thì Quang sẽ tiếp tục là review cho bạn cũng như là hướng dẫn các bạn làm một cái quét nít tiếp theo, chính là quét nít một cái con Flipper LFT, một cái nền tảng lo chuẩn LFT trên hệ Solana. Thì các bạn biết rằng ấy, là cái hệ Solana trong thời gian gần đây thì nó đang rất được nhiều người quan tâm. Nên là cái việc dòng tiền đổ vào đó rất nhiều. Nên là những cái IDO, những con mới idol trên cái hệ nền tảng này cực kỳ ít, nó rất là nhiều luôn. Thế bữa vừa rồi ấy thì Quang đã chỉ video các bạn một cái con, đó là cái con đây mình có sẽ xem video lại. Thì đây có một cái con là con đây con Copper Fancy này, Copper Fancy idol này. Thì bạn nào đã trúng con này ấy thì bây giờ đã ít đâu đó khoảng 29 lần các bạn ạ, ít đâu đó khoảng 29 lần. Và cũng ở trong Telegram mình đã hướng dẫn cho các bạn là một cái con, là con nữa là con Celo. Thì ở đấy thì nó bảo là mua con đấy thì cũng đã x 19 lần rồi đấy, rồi con này x29 này, con kia đâu con x27, con kia x19 lần đó. Thì là bây giờ thì những cái kèo mà bắt nít những như thế này thì là mình nên, các bạn nghĩ là các bạn là nên tham gia để có cơ hội mua những cái vòng này, để chúng ta có thể có cái cơ hội nhân tài sản nó tốt hơn, cũng như là chúng ta có thể được tham gia những cái vòng bắt nít đó. Thế là hôm nay Pao sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta tham gia cái bắt nít này và chúng ta sẽ có làm những cái gì các bạn nhé. Thì ok, điều đầu tiên thì Quang sẽ để đường link truy cập vào cái quét này ở bên dưới. Thì các bạn sẽ truy cập cái đường link rồi sẽ làm theo những cái bước mà Quang chia sẻ các bạn nhé. Thì đầu tiên có thể tham gia được cái quét này, các bạn cần phải có cho mình một cái gọi là cái wallet, cái ví Solana. Thì cái ví Solana này Quang sẽ để cái đường link hướng dẫn các bạn tạo cái ví này ở bên dưới để các bạn có thể tham gia cũng như là hướng dẫn tạo cái ví này. Thì đây Quang có, đợt trước đây Quang đã tạo một cái ví đây, có một cái video về tạo ví Solana. Thì các bạn có thể xem cái video này để hiểu rõ hơn và chi tiết hơn về cái cách tạo ví các bạn nhé. Đó, thì sau khi mình đã có ví Solana rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu kết nối với cái mạng này đấy, kết nối với cái gọi là cái chương trình này. Đó, mình sẽ ấn nút này, sẽ connect này, đó, sẽ ấn đây, upload cho nó. Đó, các bạn đợi tí nó xác nhận đó. Vậy là mình đã kết nối thành công các bạn nhé. Thì sau khi các bạn đã kết nối thành công thì mình nhấn vào sinh sinh đăng ký với tu cho cái nick này đó. Thì nó cũng không có gì cả, các bạn cứ ấn làm theo mình hướng dẫn thôi đó. Các bạn chọn này, chọn hình ảnh chiếc thuyền đó, và các bạn đợi tí. Ok, đấy nó báo cái bot nó báo sẽ báo xác nhận này đấy. Đấy, báo xác nhận là ok. Thì sau khi các bạn đã ấn đăng ký thành công rồi thì các bạn sẽ ấn vào tag này, các bạn dấn zone zone vào những cái trang thông tin đó, sẽ luôn thì mình sẽ vào Telegram đó, sẽ luôn sẽ luôn vào nhà group này. Đó, sẽ luôn vào cái group chat của họ đó. Mình sẽ đôn này, click tank này, luôn vào Solarium này. Thì cái này đã luôn rồi bạn nhé, cái này đã luôn hết rồi đó, cái này đã luôn rồi nhé, luôn hết rồi à, mình đã luôn rồi. Đấy, các bạn biết ấn nút tăng tiếp. Ok, bạn ấn confirm này. Đấy, họ sẽ kiểm tra, vậy là các bạn đã thành công này. Đấy, họ sẽ hiện đây. Ấn tú tăng này. Đó, thì sau khi bạn ấn vào tú tăng thì hãy di tú cái này. Đó, thì di tú cái này. Đó, thì các bạn sẽ ấn vào phần đây ở đây, ấn trực tiếp vào đây mình nhé. Ấn vào phần trực tiếp đây. Thì các bạn sẽ tiếp tục với cái phần like like này. Sau các bạn copy cho mình cái dòng này nhé, copy cho mình cái dòng này đó, các bạn ấn di nó này, ấn vào quên tôi này đó. Ok, sau khi bạn hoặc ấn kéo xuống này đó. Và các bạn ghi cho mình một vài câu từ đó, mình thật sự mình sẽ ghi là hút bước ra đó. Đó, gián tiệt sau mình sẽ tăng cỡ đâu đó đây, ở đây sau là mình sẽ xem này nó có tăng hay không đó, mình sẽ tăng. Thì hầu hết đây đa số là người ta sẽ tăng khoảng 3 người bạn đó, thì mình sẽ tăng theo tiếp tục cho 3 người bạn đây đó, thì mình sẽ tăng 3 người bạn nhé, mình sẽ tăng 3 người bạn đây họ, mình sẽ tăng 3 người bạn. Và sau khi tăng xong thì mình sẽ ấn vào view à, mình sẽ phần phần copy cái đường link này nhá. Thì không thì các bạn có thể ấn vào profile để các bạn có thể truy cập vào cái kênh này, cái trang web của mình, ấn copy cái đường link bạn đã chi tối cái đó.
các bạn ấn vào copy và cắn chuôn về đây, cạo dán đây, ấn submit đó. Thì sau khi bạn đã xong thì bạn ấn vào phần Insta tag này, phần tag này follow cái Twitter họ đó, mình sẽ ấn follow đó. Ok, next tag này hãy like và follow bot and tang ba fan to the comment. Ok thì sẽ view profile này. Ok, like bài bot này đúng không? Đây, mình sẽ like cái bài bot này. Họ sẽ bảo mình like bài bot này và nào? Like bài viết và tag ba người bạn vào comment. Ok, thì mình sẽ ấn đây, add to comment này. Đó, thì mình sẽ tag ba người bạn ở đây nhé. Đó, thì mình sẽ tag ba người bạn ở đây. Đấy. Tăng ba người bạn đó, các bạn có thể tăng tùy ý các bạn. Thì sẽ tăng một số người đây. Đó. Like và tăng ba người bạn. Ok. Ok, sau khi mình đã xong thì mình ấn sẽ ấn phần tiếp tục là hãy submit do cái username của bạn. Đây, thì các bạn để hiểu rõ hơn. Gửi tên người dùng bạn của chúng để chúng tôi sẽ xác minh sự tham gia bạn. Đó, thì mình sẽ ấn vào cái phần trang cá nhân mình này, mình sẽ gửi cái username mình. Đấy, đây là cái username mình các bạn nhé, username ấy. Các bạn ấn vào profile các bạn sẽ thấy được username. Các bạn là cắt về vào đây, hạ dán đây, hạ submit. Đó, bạn đã xong. Đó, sau khi bạn đã xong cái phần này rồi thì các bạn nó có một cái phần nữa chính là các bạn có thể stacking này. Đấy. Thì lúc mà bạn đã có Slim thì nó này nó IDO ở trên cái còn gọi là Solim, thì nếu mà bạn có Slim các bạn để đặt cọc ở đây để có thể giành được cái vé, hoặc là cái vé may mắn để khi mà tham gia đặt cọc cái gọi là cái bưởi bơi của nó để tham gia được nhận được cái vé may mắn như là chúng ta IDO ở trên nhiều nền tảng ấy. Thì hiện tại thì con đã có 8 vé này, mình đã có 8 vé Soco Ticket này, thì bạn có thể làm nhiệm vụ này hoặc là bạn đi xe cái đường link này, đi xe đường link để các bạn có thể có giới thiệu thêm nhiều người để gia tăng được cái cơ hội trúng của mình hơn đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ tham gia với đi, thì nó sẽ kết thúc vào đâu đó là khoảng tầm 13 ngày mai thôi, chỉ là ngày mai thôi là sẽ kết thúc đó. Thì sau khi mà sẽ kết thúc thì họ sẽ thông báo vào lúc 11 giờ này, 11 giờ BM thì chắc là tầm 11 giờ tối. Thì khi đó thì đến ngày 20, đến ngày 20 thì họ sẽ IDO, 20/29 thì họ sẽ IDO để các bạn là vào cái ngày 19 ngày mai này, ngày mai thì các bạn sẽ là kiểm tra nhé. Kiểm tra nó sẽ còn hơn một ngày nữa, một ngày 7 tiếng nữa thì các bạn sẽ vô vào kiểm tra cho mình là cái vì bạn xem có trúng hay không. Nếu mà trúng thì bạn sẽ canh vào cái lúc 20/29 để có thể mua. Thì nếu mà các bạn là không, ví dụ các bạn có trúng cái ví này mà bạn muốn muốn là muốn bán hả? Đó, muốn bán cái ví đi thì có thể bán được ở trên những cái trang giao dịch ở OTC bạn nhé. Thì nếu bạn muốn bán thì có thể liên hệ với mình qua cái Tele thì mình có thể hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta bán được cái, ví dụ mà bán cái Wendit trúng của này đó. Thì ok, thì vừa rồi thì Quang đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta để tham gia cái Wendit của cái con LFT Lau Felix Pit này. Đấy, mình không biết đọc đúng không, nhưng mà nó là cái con là một cái nền tảng lau trình là LFT ở trên Solana đó, thì khá là hay. Thì các bạn có thể nghiên cứu và tham gia các bạn nhé. Thì những cái chương trình Wendit này thì thường thường cái cơ hội của nó cũng gọi là nhân phẩm thôi, nhưng mà khi mà bạn đã trúng thì cực kỳ là tốt đó. Thì mình theo kinh nghiệm mình là theo những người mới thì nên tham gia những cái chương trình này đó. Thì ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này, thì xin gặp lại các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.